Tối 14 tháng 6 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền lần thứ 16 năm 2022. Đến dự có các đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Chí Thường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Cùng dự có đại diện các sở ban ngành của tỉnh, thành viên ban tổ chức giải, các nhà tài trợ. Tham gia giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền có 6 đội bóng chuyền nam gồm Biên phòng, Thể công Hà Tĩnh, Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long, Vật liệu Xây dựng Bình Dương và Tràng An Ninh Bình. Có 6 đội bóng chuyền nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Than Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Thông tin FLC, Ngân hàng Công thương Việt Nam, Đắk Lắk và Ninh Bình Doveco. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa Đắk Lắk gặp Ninh Bình Doveco. Các nữ tuyển thủ Ninh Bình Doveco được chơi trên sân nhà lại hơn đối thủ về đẳng cấp nên đã giành chiến thắng 3-0 trước Đắk Lắk với tỷ số các set đấu lần lượt là 20-25, 18-25, 15-25. Trước đó ở các trận đấu sớm, đội nữ Bộ Tư lệnh Thông tin FLC đã giành chiến thắng trước VTV Bình Điền Long An với tỷ số 1-3, đội nam Thể công Hà Tĩnh 2-3, Vĩnh Long Tràng An Ninh Bình 0-3. Giải đấu là cơ hội để các đội bóng thi đấu cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn trước khi bước vào giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2022. Đặc biệt tại giải lần này có sự góp mặt của các cầu thủ nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, tầm khu vực và quốc tế. Thông qua giải đấu sẽ giúp các nhà chuyên môn đánh giá, phát hiện và tuyển chọn lực lượng bổ sung cho đội tuyển quốc gia, đồng thời khuyến khích người dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, hướng tới nếp sống khoa học lành mạnh. Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền là giải đấu truyền thống được tổ chức hàng năm và đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ bóng chuyền cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Ninh Bình nói riêng. Đây là giải thi đấu có chất lượng chuyên môn cao, nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Giải diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 6 năm 2022.